cảm thấy có lỗi nhất hả? Hai đứa con của anh, đôi khi Quang cũng muốn mình là một người bố rất là bình thường, yêu thương, quan tâm, lo lắng cho các con. Nhưng mà con chưa làm tốt được điều đó. Nhiều khi nhớ tụi nó quá thì mình xem video hay là mình xem những cái hình mình chụp với nó. Thực sự các con cũng còn nhỏ và con cũng không muốn làm cho các con phải suy nghĩ nhiều. Tuần trước thì Sumi được nghỉ học thì mẹ cháu cho vào đây chơi với Ngoan hơn một tuần, thì đúng là một cái khoảng thời gian dài, gần một năm, hơn một năm thì Ngoan mới gặp lại. Mặc dù hai ba con thường ngày vẫn hay liên lạc với nhau qua video hay là FaceTime, thì chỉ nhìn nhau qua video thôi, nhưng mà sau khi mà gặp thực tế ở ngoài, khi mà ôm cháu thì thật sự lần này cháu lớn quá. Và một cái sự khác biệt rất là rõ cách đây so với một năm. Và khi mà cháu đã đi học rồi thì bây giờ ra đường cháu cũng sẽ rất là dạn dĩ và nói chung là rất là lanh lợi. Con cảm nhận được cái sự giống như là một chút gì đó hiểu chuyện của con. Con cũng vui vì điều đó.